Chiều mai tại sân vận động thành phố Vinh sẽ chính thức diễn ra vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen năm 2015. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và trận đấu mở màn đã được hoàn tất. Tham dự vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2015 có sự góp mặt của 8 đội bóng xuất sắc lọt qua vòng loại gồm Viettel, Thừa Thiên Huế, BKMX Bình Dương, Long An nằm ở bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh, PVF, Hà Nội TNT và Sông Lam Nghệ An ở bảng B. Với đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An, giải năm nay là cơ hội rất lớn để các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đăng quang sau 4 thất bại liên tiếp tại giải đấu này. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Hải, người năm ngoái dẫn dắt U15 Sông Lam Nghệ An. Do hiện tại, trong đội hình của U19 Sông Lam Nghệ An có rất nhiều cầu thủ mới 15-16 tuổi. Và ngay ở trận đầu ra quân, U19 Sông Lam Nghệ An đã phải gặp đối thủ khó chơi là U19 Hà Nội TNT. Đội đã đánh bại chính Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết năm ngoái. Tất cả các đội bóng đã vào đến vòng chung kết thì đội nào cũng mạnh, có những đội mà có tên tuổi như TNT, rồi là Viettel, rồi PVF. Tất nhiên là đội nào cũng có mục đích và mục tiêu, thì bọn tôi sẽ cố gắng hết mình để làm sao mà vừa phục vụ được về chuyên môn cho những người hâm mộ là cái thứ nhất, cái thứ hai là về thành tích thì bọn tôi cũng sẽ cố gắng. Tất cả mọi thành viên từ ban huấn luyện cho đến vận động viên đã bước vào sân là bọn tôi đều có một cái tư tưởng là phải cố gắng chiến đấu hết mình. 8 đội tham dự vòng chung kết năm nay sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. 2 đội giành chiến thắng ở lượt trận bán kết sẽ vào thi đấu trận chung kết diễn ra vào ngày 21 tháng 3. Đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và trận đấu mở màn của giải giữa U19 Sông Lam Nghệ An và Hà Nội TNT đã gần như hoàn tất. Để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu theo dõi vòng chung kết U19 quốc gia, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã lên kế hoạch tường thuật trực tiếp 4 trận đấu là trận đấu khai mạc, 2 trận bán kết và trận chung kết trên sóng NTV. Sau đây là lịch tường thuật trực tiếp giải U19 quốc gia trên sóng NTV.